Câu nói làm thay đổi cuộc đời, Vũ Ngọc Đảng, Hoài Linh. Dù không đặc biệt, thế nhưng những câu nói này lại làm thay đổi số phận của Vũ Ngọc Đảng, Hoài Linh và Trường Giang. Đầu tiên là câu nói: Đảng, đừng có làm diễn viên nữa. Với Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng cm, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng đã mang vào phim Việt một luồng gió mới trẻ trung và rất Hàn Quốc. Những bộ phim của anh luôn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Vậy nhưng, không phải ai cũng biết, ngày còn đi học, vì đạo diễn tài năng ấy cũng nuôi ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng. Anh học cùng khóa với danh hài Việt Hương. Chỉ có điều, cách diễn xuất của anh khiến thầy giáo, đạo diễn Nguyễn Công Ninh phải quát thẳng: Đảng, đừng có làm diễn viên nữa. Bị thầy la, Vũ Ngọc Đảng vừa bối rối vừa tủi thân. Anh quay sang Việt Hương gãi đầu: Thầy kêu tôi đừng có diễn, tôi lên đây học diễn, giờ thầy kêu đừng diễn nữa, thì tôi làm cái gì bây giờ hả bà? Chẳng biết nói gì với bạn, Việt Hương chỉ lắc đầu im lặng. Sau đó, Vũ Ngọc Đảng mua một cái máy ảnh. Anh đi quanh lớp, chụp hình cho tất cả mọi người để học góc máy và chuyển qua ngành đạo diễn. Nhờ lời trách mắng đó mà bây giờ, làng giải trí mới có được đạo diễn Vũ Ngọc Đảng của ngày hôm nay. Kế tiếp là câu nói: Ê, Jesse, mày giới thiệu cho thằng em lên diễn chơi cho vui. Trước khi sang Mỹ cùng gia đình, vì rảnh quá không có việc gì làm, Hoài Linh cũng có theo đoàn này đoàn kia đi hát một vài nơi. Nhưng ước mơ về một con đường làm nghề chuyên nghiệp vẫn không mấy rõ ràng. Ở xứ cờ hoa, gia đình ở bang Florida, nhưng vì tò mò về mấy trung tâm băng nhạc và muốn gặp gỡ thần tượng, nên Hoài Linh xin mẹ cùng nhà dì đến California. Thời gian đầu, chẳng biết ai, cũng chẳng có việc gì làm. Ngày ngày anh ở nhà tưới cây, nấu ăn cho mấy đứa em rồi xem phim chưởng. Thế còn ở chơi không, mẹ gọi về nhưng Hoài Linh không chịu. Anh xin mẹ cho ở California đúng 3 tháng. Nếu sau 3 tháng đó không làm nên cơm cháo gì, anh sẽ về. Trong những ngày rảnh rỗi ấy, anh nhận được điện thoại của bầu show Sơn Tùng, người đã giới thiệu Hoài Linh lên hát ở một đám cưới tại Florida. Sơn Tùng đã rủ anh đến tiệc sinh nhật của Trixie Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều, chơi và Hoài Linh gật đầu. Tới vũ trường Đêm Màu Hồng, anh hoàn toàn bị choáng ngợp. Ở đó, có rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng trước nay, Hoài Linh chỉ thấy trên băng đĩa. Ấy vậy mà khi bầu show Sơn Tùng nói với Trixie Phương Trinh: Ê Trixie, mày giới thiệu cho thằng em lên diễn chơi cho vui. Và nhận được cái gật đầu, Hoài Linh chẳng ngại mà lên sân khấu liền. Xong xuôi, anh đi xuống trong tiếng vỗ tay rần rần của mọi người. Đó cũng là lần đầu tiên Hoài Linh gặp gỡ Vân Sơn, để sau đó cả hai có dịp diễn chung với nhau trên sân khấu. Tuy sau đêm định mệnh ấy, con đường nghệ thuật của Hoài Linh vẫn còn nhiều trắc trở, nhưng đó là lần giúp anh lấy quyết tâm để làm nghề một cách hết mình. Không chịu cảnh chơi không nữa, Hoài Linh chuyển ra khỏi nhà dì, tự thuê phòng rồi đi hát hết chỗ này đến chỗ khác để kiếm tiền trụ lại California, bắt đầu một con đường chuyên nghiệp. Còn với Trường Giang, đó là câu nói: Phải nổi tiếng. Cuộc sống của Trường Giang từ nhỏ đến lớn là một chuỗi ngày cơ cực. Khi lên Sài Gòn, bị bạn bè dụ dỗ, anh cũng nuôi ước mơ làm diễn viên nhưng nghèo quá, không có tiền đóng học nên bị đuổi hoài. Không chỉ thế, Trường Giang còn bị thầy giáo nhận xét là người không có tài năng, ngoại hình nhỏ thó, chất giọng lại quá địa phương. Anh tủi thân lắm, nước mắt rơi ướt gối chẳng biết bao đêm. Nhưng lòng đam mê với nghề khiến anh cố chấp bước tiếp. Đó là những ngày Trường Giang phải chịu cảnh bị bầu show hắt hủi, rẻ rúng. Dù đã triệu trạo nuốt mì gói qua ngày, nhưng mỗi tháng đến hạn nộp tiền nhà, lần nào anh cũng phải chạy vại khắp nơi. Sĩ diện của một thằng đàn ông 30 tuổi khiến anh thấy nhục lắm. Chẳng biết làm sao, anh chỉ còn cách tự bắt mình phải cố gắng. Trong nhà, quý giá nhất là cái tủ lạnh. Anh lấy giấy viết 3 chữ: Phải nổi tiếng thật to, rồi dán trang trọng lên đó. Đây chính là câu nói giúp Trường Giang lấy lại quyết tâm trong mỗi lần vấp ngã và phấn đấu hết sức mỗi khi ra khỏi nhà để rượt đuổi đam mê. Sau này, khi đã nổi tiếng, mấy lần gặp Đàm Vĩnh Hưng, anh lại được hỏi: Mấy chữ trên tủ lạnh còn không? Vậy mới thấy, câu nói đơn giản ấy ảnh hưởng đến sự nghiệp của Mười Khó như thế nào.